Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 26 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc, 114,3 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Biển Đông, cách vùng biển Hoàng Sa khoảng 230 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 14. Di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20 km/h. Vào 4 giờ ngày 27 tháng 10, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, vị trí tâm bão vào khoảng 17 độ Vĩ Bắc, 109,7 độ Kinh Đông trên vùng biển ngoài khơi Trung Trung Bộ, cách Quảng Trị, Quảng Nam khoảng 200 km về phía Đông. Sức gió mạnh cấp 11 giật cấp 14. Vùng nguy hiểm bị ảnh hưởng vào khoảng vĩ tuyến 15,5 độ Vĩ Bắc, 117 độ Kinh Đông. Độ rủi ro cấp 3 thuộc khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm khu vực Hoàng Sa, vùng biển Trung Trung Bộ. 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam. Vị trí tâm bão vào khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc, 108,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển ven bờ các tỉnh Trung Trung Bộ. Sức gió mạnh cấp 9 giật cấp 11. Độ rủi ro cấp 3 thuộc khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm khu vực Hoàng Sa, vùng biển Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8 đến 9. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 10 đến 11. Giật cấp 14. Sóng biển cao 5 đến 7 m. Vùng gần tâm bão 7 đến 9 m. Biển động dữ dội. Từ đêm 26 tháng 10, vùng biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, bao gồm đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn có gió mạnh dần lên cấp 6 đến 7. Sau tăng lên cấp 8 đến 9. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 10 đến 11. Giật cấp 14. Sóng biển cao 3 đến 5 m. Vùng gần tâm bão 5 đến 7 m. Biển động dữ dội. Từ sáng ngày 27 tháng 10, ven biển các tỉnh từ Quảng Trị tới Quảng Nam có khả năng xuất hiện nước dâng do bão cao từ 0,4 đến 0,6 m. Tàu hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên, đặc biệt trên khu vực huyện đảo Hoàng Sa, khu vực biển ven bờ từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh, sóng lớn. Nguy cơ cao sạt lở đê, kè biển tại ven biển các tỉnh từ Quảng Trị tới Quảng Nam do tác động của sóng lớn và nước dâng do bão. Trên đất liền, từ sáng ngày 27 tháng 10, trên đất liền ven biển từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, có gió mạnh dần lên cấp 6 đến 7, vùng gần tâm bão cấp 8 đến 9, giật cấp 11. Từ chiều tối và đêm 26 tháng 10 đến 28 tháng 10, ở khu vực Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, với tổng lượng mưa phổ biến từ 300 đến 500mm, cục bộ có nơi trên 700mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn. Khu vực Hà Tĩnh đến Quảng Bình, Bình Định và Bắc Tây Nguyên có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm, có nơi trên 300mm. Diễn biến bão số 6 còn rất phức tạp và có thể có thay đổi. Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước. Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 2 đến 3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18 đến 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 đến 31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Phía Tây Bắc Bộ ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18 đến 21 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 đến 33 độ C. Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2 đến 3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18 đến 21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 đến 32 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, từ gần sáng phía Nam gió mạnh dần lên cấp 4 đến 5. Nhiệt độ thấp nhất 18 đến 21 độ C, nhiệt độ cao nhất 27 đến 30 độ C. Các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, từ gần sáng gió mạnh dần lên cấp 4 đến 5. Phía Nam gió Tây đến Tây Nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 22 đến 25 độ C, phía Bắc có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 27 đến 29 độ C, phía Nam 29 đến 31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Khu vực Tây Nguyên, phía Bắc nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây cấp 2 đến 3,
nhiệt độ thấp nhất 18 đến 21 độ C, nhiệt độ cao nhất 27 đến 30 độ C. Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió tây đến tây nam cấp 2 đến 3. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ C. Từ 69 hồ sơ của 39 đơn vị đề cử, hội đồng giải thưởng đã chọn ra 10 nhà khoa học trẻ xuất sắc nhận giải thưởng khoa học công nghệ quả cầu vàng năm 2024. 10 cá nhân nhận giải thưởng đều có thành tích xuất sắc, có bằng sáng chế, giải pháp hữu ích, có nhiều công bố quốc tế chất lượng cao, nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế. Trong đó, lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển đổi số, tự động hóa có 3 cá nhân, công nghệ y, dược có 1 cá nhân, công nghệ sinh học có 1 cá nhân, công nghệ môi trường có 2 cá nhân và công nghệ vật liệu mới 3 cá nhân. Mỗi cá nhân đạt giải thưởng được nhận huy hiệu tuổi trẻ sáng tạo của Ban chấp hành Trung ương Đoàn, quốc quả cầu vàng, giấy chứng nhận đạt giải thưởng và phần thưởng tiền mặt 20 triệu đồng. Giải thưởng khoa học công nghệ quả cầu vàng do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với Bộ Khoa học Công nghệ tổ chức từ năm 2003 nhằm phát hiện, tôn vinh tài năng trẻ Việt Nam không quá 35 tuổi tính đến năm xét trao giải, đang học tập, nghiên cứu và làm việc ở trong hoặc ngoài nước. Giải thưởng hướng đến mục tiêu phát triển đội ngũ nhân tài trong lĩnh vực khoa học công nghệ, phục vụ cho sự phát triển của đất nước. Giải thưởng được trao hàng năm, mỗi năm có tối đa 10 cá nhân được nhận, thuộc các lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển đổi số và tự động hóa, công nghệ y, dược, công nghệ sinh học, công nghệ môi trường, công nghệ vật liệu mới. Thông tư 22/2024 do Bộ Y tế ban hành ngày 18 tháng 10, viết tắt thông tư 22, tưởng như sẽ tháo gỡ được bức xúc của người bệnh có bảo hiểm y tế phải bỏ tiền túi mua thuốc bên ngoài. Thế nhưng khúc mắc vẫn còn đó. Thông tư này quy định về thanh toán chi phí thuốc, thiết bị y tế trực tiếp cho người có thẻ bảo hiểm y tế đi khám chữa bệnh với hàng loạt điều kiện và thủ tục nhiều khê. Đặc biệt, thuốc thuộc phạm vi thanh toán của thông tư 22 phải thuộc danh mục thuốc hiếm của Bộ Y tế. Danh mục thuốc hiếm hiện có 214 loại thuốc để chẩn đoán, điều trị bệnh hiếm gặp và 229 loại thuốc không sẵn có. Nhưng thực tế mà ai cũng biết là đa số người bệnh có bảo hiểm y tế thời gian qua phải ra ngoài mua thuốc để điều trị những bệnh không hiếm, thậm chí rất phổ biến như tiểu đường, tim mạch. Điều này có nghĩa, khi thông tư 22 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, số người bệnh được bảo hiểm y tế trả lại tiền mua thuốc chiếm tỷ lệ rất nhỏ so với thực tế. Để người bệnh được thanh toán lại tiền, các bệnh viện phải xác nhận hàng loạt điều kiện tại thời điểm kê đơn thuốc và chỉ định thiết bị y tế, như không có thuốc, thiết bị y tế do đang trong quá trình lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch đã duyệt, không có thuốc chứa hoạt chất mà người bệnh được kê đơn hoặc không có thiết bị thay thế, không thể điều chuyển thuốc hoặc thiết bị y tế giữa các cơ sở. Việc xác nhận này không dễ, bởi chẳng bệnh viện nào muốn vạch áo cho người xem lưng. Để vượt ải thành công, người bệnh có bảo hiểm y tế cần phải cung cấp đầy đủ hóa đơn chứng từ khi mua thuốc bên ngoài, giấy ra viện, sổ khám bệnh, rồi nộp hồ sơ đề nghị thanh toán trực tiếp đến cơ quan bảo hiểm xã hội. Nếu suôn sẻ, người bệnh được hoàn tiền trong vòng 40 ngày. Rõ ràng, thông tư 22 chưa giải quyết được nỗi bức xúc về quyền lợi của đa số người bệnh có bảo hiểm y tế. Cái khó, cái nhiều khê tiếp tục bị đẩy về phía người bệnh. Thiếu thuốc, thiếu vật tư trang thiết bị y tế khiến người bệnh đóng tiền tham gia bảo hiểm y tế, nhưng không được hưởng đầy đủ quyền lợi như cam kết ban đầu. Càng bất hợp lý hơn khi họ phải bỏ tiền túi mua thuốc bên ngoài, mua luôn cả sự thấp thỏm vì nguy cơ thuốc giả, thuốc kém chất lượng. Trách nhiệm thuộc về các cơ sở khám chữa bệnh và ngành y tế. Vì vậy, không nên và không thể để người bệnh chịu thêm bất kỳ sự phiền toái vô lý nào nữa. Ngày 26 tháng 10, Công an huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin về vụ việc mạng xã hội lan truyền thông tin nam sinh trường trung học phổ thông Tân Túc đặt thiết bị quay lén trong nhà vệ sinh nữ, gây xôn xao dư luận. Qua xác minh, Công an xác định chiều 23 tháng 10, nam sinh H, lớp 12 trường trung học phổ thông Tân Túc có dùng điện thoại quay lén bạn nữ lớp 11 khi đi xuống căn tin nhà trường. Lúc này, bạn cùng lớp với bạn nữ phát hiện, có yêu cầu xóa nhưng H tỏ thái độ không quan tâm. Bạn này đã báo với bạn cùng lớp tên K. Sau đó, K đã đến đánh và yêu cầu H xóa clip trước mặt mình. Khi sự việc đánh nhau xảy ra, ban giám hiệu nhà trường đã mời gia đình em H và em K đến trường làm việc. H viết tường trình nhận lỗi vì hành vi quay lén bạn học. K viết tường trình nhận lỗi vì đã đánh bạn. Tuy nhiên, tối cùng ngày lại xuất hiện nhiều nhóm công khai và các nick ảo trên nền tảng mạng xã hội, xoay quanh thông tin em H có hành vi quay lén nữ sinh trường trung học phổ thông Tân Túc bằng cách lắp camera giấu kín trong nhà vệ sinh nữ. Thông tin trên làm cho giáo viên, học sinh, phụ huynh hoang mang. Công an phối hợp với ban giám hiệu nhà trường nhanh chóng làm việc cùng các em học sinh có liên quan dư luận lắp camera quay lén này với sự chứng kiến của phụ huynh học sinh. Đồng thời, lực lượng chức năng kiểm tra đồng loạt tất cả các nhà vệ sinh.
Qua đó, công an xác định không phát hiện camera quay lén. Bản thân em Hát khẳng định không quay lén nữ sinh trong nhà vệ sinh. Qua kiểm tra điện thoại em Hát, cũng không phát hiện hình ảnh phản cảm như mạng xã hội đăng tải. Vụ việc gây lo lắng cho phụ huynh, học sinh và xã hội. Từ sự việc trên lại phát tán nhiều tin đồn sai sự thật tiếp theo, như em Hát được chuyển sang trường lân cận học. Thông tin này hoàn toàn bịa đặt, vì hiện tại em vẫn học tập tại trường Trung học Phổ thông Tân Túc. Công an đã làm việc với ban giám hiệu nhà trường để triển khai đến giáo viên chủ nhiệm các lớp tổ chức sinh hoạt lớp để ổn định tâm lý của học sinh. Công an đề nghị phụ huynh học sinh bình tĩnh, động viên học sinh yên tâm học tập, đăng tải thông tin thận trọng, có kiểm chứng khi sử dụng mạng xã hội. Mọi hành vi bịa đặt, vu khống, đăng tin sai sự thật sẽ bị xử lý theo pháp luật. Ngày 26 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Phạm Thanh Tùng, sinh năm 1991, ngụ phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư phát triển địa ốc Dreamland, công ty Dreamland, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra ban đầu, đầu tháng 10 năm 2019, anh T, ngụ huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận, được Tùng giới thiệu về hai thửa đất nằm trong dự án công trình Phú Gia An, xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, thuộc công ty Dreamland, diện tích mỗi thửa đất khoảng 100m², giá bán 4 triệu đồng 1m². Tùng cam kết trong vòng 3 tháng sẽ có đầy đủ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho từng thửa đất để ký hợp đồng công chứng cho khách hàng. Ngày 18 tháng 10 năm 2019, anh T quyết định mua hai lô đất nói trên với giá 776 triệu đồng, chia làm 4 đợt thanh toán. Sau khi nhận hai đợt thanh toán đầu với tổng số tiền hơn 442 triệu đồng, Tùng thông báo hồ sơ bị trục trặc và cam kết sẽ giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hai thửa đất trên cho anh T trước ngày 30 tháng 4 năm 2020. Do Tùng không làm đúng cam kết và không có tiền để trả lại, đầu tháng 10 năm 2020, anh T đề nghị mua một nền đất tại công trình Expert Home, xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, thuộc quyền sở hữu của Tùng. Mục đích anh T mua lại nền đất trên để khi nào Tùng bán được nền đất này sẽ phải kêu anh T ký thanh lý hợp đồng và trả lại số tiền trước đó. Đến ngày 24 tháng 10 năm 2020, Tùng đưa một thông báo thanh lý hợp đồng và một biên bản xác nhận nợ và cam kết trả nợ để anh T ký và cam kết sau một tháng sẽ trả tiền. Tuy nhiên, đến nay, Tùng vẫn không thực hiện đúng như cam kết đã ký, nên anh T đã trình báo cơ quan chức năng. Vào cuộc xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Thiết xác định thửa đất để làm dự án công trình Phú Gia An không thuộc sở hữu của Tùng, đối tượng không triển khai hồ sơ xin lập dự án công trình Phú Gia An. Dự án công trình Phú Gia An là Tùng tự đặt tên, không thực hiện nộp hồ sơ cho các cơ quan có chức năng xin chuyển mục đích sử dụng đất và tách riêng từng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tự vẽ bản đồ phân lô trên thửa đất không do mình sở hữu nhằm chiếm đoạt tài sản. Phát biểu tại phiên họp tổ đại biểu Quốc hội chiều ngày 26 tháng 10 về dự án luật điện lực sửa đổi đang được trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 8, Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý, hạ tầng năng lượng là một trong những nhân tố dẫn dắt đầu tư, tạo cơ sở cho đột phá tăng trưởng. Theo Tổng Bí thư, các nhà đầu tư nước ngoài khi đến Việt Nam tìm hiểu cơ hội đầu tư đều quan tâm đến nguồn cung năng lượng có đáp ứng yêu cầu hay không. Tính đủ điện là yêu cầu rất quan trọng, song cũng phải tính làm điện sạch, đáp ứng các cam kết quốc tế và công bố rõ ràng với thế giới để các nhà đầu tư yên tâm vào Việt Nam. Phải rất chủ động, không thể chờ mấy năm định hướng, mấy năm khảo sát, mấy năm mặt bằng, mấy năm tìm công nghệ. Thời gian không cho phép như thế. Chúng ta phải làm rất nhanh, làm đồng bộ các khâu, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh. Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, dự thảo luật điện lực sửa đổi lần này tăng 60 điều so với luật hiện hành, bao gồm các quy định, chính sách cho phát triển các lĩnh vực năng lượng mới. Nhiều cơ chế trong các nghị định, thông tư đã thực hiện ổn định lần này đã được luật hóa. Chẳng hạn, chúng ta đề cập nhiều tới điện gió ngoài khơi, nhưng tới giờ không rõ ai, cơ quan nào có thẩm quyền quyết định khảo sát biển, đo gió. Luật sửa đổi lần này đã làm rõ hơn thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư các loại hình nguồn điện, trong đó có điện gió ngoài khơi. Dự thảo lần này cũng bổ sung các cơ chế đặc thù phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng mới, nhằm tháo gỡ vướng mắc trong đầu tư các nguồn điện này hiện nay, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh. Vẫn theo người đứng đầu Bộ Công Thương, quy hoạch điện 8 cũng như kế hoạch thực hiện quy hoạch này đã được ban hành một năm nay. Nhưng tới giờ các nhà đầu tư vẫn uể oải, nghe ngóng cơ chế, không dám làm vì chưa rõ khi bỏ ra số tiền lớn để đầu tư thì sẽ thu hồi thế nào. Bộ trưởng cũng nêu thực tế, mặc dù lĩnh vực truyền tải điện đã mở cho đầu tư ngoài nhà nước, song hiện chưa có doanh nghiệp nào đặt vấn đề đầu tư vì giá truyền tải quá thấp trong khi chi phí đầu tư lớn. Bộ trưởng Công Thương nhìn nhận giá điện hiện mới cơ bản tính giá sản xuất ở thị trường giao ngay so với bán ra, chưa phản ánh đúng, đủ giá thành sản xuất điện năng.
Hiện giá truyền tải mới được tính toán ở tỷ lệ 5-6% trong giá thành sản xuất, trong khi thực tế chi phí này phải tương đương 30-35% trong cơ cấu giá mới đúng, đủ. Giá điện sẽ tiến tới tính theo giá hai thành phần, điện năng và công suất, từng bước bóc tách giá và phí truyền tải ra khỏi giá thành điện năng, khung giá điện theo giờ. Như vậy, mới có thể thu hút nhà đầu tư rót vốn vào lĩnh vực truyền tải. Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nêu quan điểm. Cũng về giá điện, đại biểu Phạm Khánh Phong Lan, Thành phố Hồ Chí Minh thẳng thắn, chúng ta nên chuẩn bị tinh thần cho việc tăng giá điện. Theo đại biểu, tăng giá là việc không ai muốn, nhưng giá điện của chúng ta vẫn chưa phản ánh chi phí thực mà đang được nhà nước gánh đỡ. Tán thành lộ trình tính đúng, tính đủ giá điện, song đại biểu Phạm Khánh Phong Lan cho rằng ngành điện phải tự rà soát, nâng cao hiệu quả hoạt động của mình, chấm dứt đầu tư ngoài ngành. Đại biểu Trương Trọng Nghĩa, Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị cơ quan soạn thảo thẩm tra dự án luật xem xét lại điều khoản về ưu tiên áp dụng. Luật này ra sau, nhưng có rất nhiều luật ban hành trước có liên quan, đang áp dụng ổn định. Phải rà soát, cái gì phải tuân thủ hiện hành, cái gì áp dụng quy định mới, chứ không nên phủ nhận hoàn toàn những luật trước để thực hiện theo luật này, đại biểu bình luận. Đại biểu Trương Trọng Nghĩa cũng đề nghị cân nhắc, bổ sung điều khoản về chống lãng phí điện, vốn khá phổ biến hiện nay. Ngày 26 tháng 10, tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã thay mặt Bộ Chính trị chủ trì hội nghị công bố và trao quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Hưng đã trao quyết định của Bộ Chính trị quyết định điều động, chỉ định đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, thôi tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh ủy và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình nhiệm kỳ 2020-2025. Điều động phân công tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Minh Hưng đã chúc mừng tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh và nhấn mạnh, tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh được đánh giá là cán bộ có năng lực, kinh nghiệm, tư duy và phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, quyết liệt, sâu sát cơ sở. Trên các cương vị công tác được giao, đồng chí luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có những đóng góp quan trọng vào thành tích và kết quả chung của các cơ quan đã công tác. Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Lê Minh Hưng tin tưởng với kinh nghiệm tích lũy được, đồng chí Vũ Đại Thắng cùng tập thể lãnh đạo, nhân dân, các lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh sẽ đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ 15, góp phần vào thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Đại Thắng bày tỏ cảm ơn sâu sắc đến Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương đã tín nhiệm giao trọng trách Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh. Cảm ơn Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã tín nhiệm, ủng hộ, giúp đỡ nhận trọng trách mới. Đồng chí Vũ Đại Thắng khẳng định, trên cương vị công tác mới sẽ nỗ lực cùng Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh không ngừng phấn đấu, đưa Quảng Ninh tiếp tục phát triển, khẳng định vị thế trong khu vực và cả nước, xứng đáng với niềm tin tưởng và sự ủng hộ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ninh. Trước mắt, sẽ khẩn trương thực hiện các giải pháp khắc phục và tái thiết các hoạt động kinh tế xã hội bị thiệt hại nặng nề do bão số 3 gây ra. Tập trung kiện toàn công tác chuẩn bị nhân sự, nâng cao chất lượng văn kiện phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2025-2030 và hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14. Đồng chí Vũ Đại Thắng sinh năm 1975, quê quán xã Phù Đồng, huyện Gia Lâm, Hà Nội, trình độ chuyên môn thạc sĩ quan hệ quốc tế, cao cấp lý luận chính trị. Quá trình công tác, đồng chí Vũ Đại Thắng từng giữ chức vụ trưởng vụ quản lý các khu kinh tế, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2010-2015. Năm 2016, đồng chí Vũ Đại Thắng được bầu làm Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Tháng 3 năm 2018, đồng chí được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tháng 8 năm 2020, Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định đồng chí Vũ Đại Thắng tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình, nhiệm kỳ 2015-2020. Cục Hàng không Việt Nam vừa quyết định tạm ngừng khai thác 4 sân bay tại khu vực miền Trung, gồm Phú Bài, Đà Nẵng, Đồng Hới, Chu Lai, do ảnh hưởng cơn bão Chami. Cụ thể, Cảng Hàng không Quốc tế Phú Bài sẽ tạm ngừng khai thác từ 6 giờ đến 22 giờ ngày 27 tháng 10. Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng sẽ tạm ngừng khai thác từ 6 giờ ngày 27 tháng 10 đến 4 giờ ngày 28 tháng 10. Cảng Hàng không Đồng Hới tạm ngừng khai thác từ 6 giờ đến 19 giờ ngày 27 tháng 10. Cảng Hàng không Chu Lai tạm ngừng khai thác từ 10 giờ ngày 27 tháng 10 đến 10 giờ ngày 28 tháng 10.
Tổng công ty quản lý bay Việt Nam có trách nhiệm thông báo tin tức hàng không phù hợp theo quy định hiện hành và điều hành bay bảo đảm tuyệt đối an toàn. Cảng vụ hàng không miền Bắc và miền Trung được yêu cầu kiểm tra, giám sát việc bảo đảm an toàn khai thác tại các cảng hàng không theo quy định. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 13 giờ chiều 26 tháng 10, tâm bão Trà My đang ở trên khu vực quần đảo Hoàng Sa, cách Đà Nẵng khoảng 440 km về phía đông đông bắc. Hiện bão đang di chuyển nhanh theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20 km/h. Từ chiều tối và đêm nay đến đêm 28 tháng 10, Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, với tổng lượng mưa phổ biến 300-500mm, cục bộ có nơi trên 700mm. Cảnh báo nguy cơ mưa cục bộ cường suất lớn trên 100mm trong 3 giờ đồng hồ. Khu vực Hà Tĩnh, Bình Định và Bắc Tây Nguyên có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, với tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia lưu ý, diễn biến bão số 6 còn rất phức tạp và có thể có thay đổi. Người dân cần cập nhật trong các bản tin bão tiếp theo. Chiều ngày 26 tháng 10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi có thông tin về tình hình triển khai công tác phòng chống bão số 6. Theo đó, Ủy ban Nhân dân huyện đảo Lý Sơn phối hợp các đơn vị tổ chức di rời, sơ tán xen ghép 134 hộ, 472 nhân khẩu. Huyện Lý Sơn tuyên truyền vận động người dân thu hoạch sớm 30 ha hành tím để hạn chế thiệt hại. Huyện cũng chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết. Riêng tại thôn Bắc An Bình, đảo Bé đã chuẩn bị 2 tấn gạo dự trữ. Đảo Bé cách đảo lớn khoảng 3 hải lý về phía tây. Phương tiện di chuyển qua đảo chỉ bằng cano, thuyền. Do vậy, với tình hình mưa bão xảy ra, các tuyến tàu từ đảo lớn, đảo Bé tạm dừng hoạt động. Đảo Bé cô lập với đảo lớn và đất liền. Nhiều gia đình đảo Bé đã tích trữ lương thực thực phẩm đủ dùng khoảng 7 đến 10 ngày. Trong các ngày vừa qua, huyện Lý Sơn đã tổ chức lực lượng tiến hành chèn chống, gia cố nhà ở, trụ sở cơ quan phòng tránh bão số 6, tổ chức neo đậu tàu thuyền và 57 lồng bè tại khu neo trú tàu thuyền Lý Sơn. Huyện sẵn sàng tổ chức sơ tán các hộ dân đến nơi an toàn theo kịch bản đã xây dựng. Hiện nay trên địa bàn huyện không có khách du lịch. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã sẵn sàng lực lượng, phương tiện và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn địa phương, hỗ trợ người dân ứng phó bão số 6 và mưa lũ. Trong chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Tuấn đi kiểm tra công tác ứng phó bão số 6 tại cảng Tịnh Hòa, thành phố Quảng Ngãi. Hiện 1.260 tàu đã neo đậu an toàn tại các cảng trên địa bàn tỉnh. Trong đó, cảng Tịnh Hòa có 320 tàu neo đậu, cảng Lý Sơn có 392 tàu, cảng Mỹ Á 238 tàu, cảng Sa Huỳnh 270 tàu, cảng Tịnh Kỳ 48 tàu. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Hoàng Tuấn yêu cầu các ngành, đơn vị chức năng và địa phương ven biển tích cực động viên, hướng dẫn người dân rời khỏi tàu thuyền, lồng bè, đảm bảo an toàn khi bão số 6 áp sát bờ. Liên quan đến vụ công an đang làm rõ vụ hai đứa trẻ ở mái ấm nghi mất tích như báo Sài Gòn Giải Phóng đã thông tin, ngày 26 tháng 10, Ủy ban Nhân dân quận 12, thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin thêm về xử lý liên quan vụ việc tại mái ấm tình thương Quan Âm. Theo Ủy ban Nhân dân quận 12, mái ấm tình thương Quan Âm được thành lập theo quyết định vào năm 2021 của Phòng Lao động Thương binh Xã hội quận 12, tại phường Thạnh Xuân. Năm 2023, mái ấm rời về phường Hiệp Thành, quận 12. Đây là cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập không thu phí, do ông Huỳnh Văn Giàu, ngụ tại quận 12, đại diện pháp luật. Mái ấm được tiếp nhận, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không nơi nương tựa hoặc gia đình không có khả năng nuôi dưỡng, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em mồ côi, với quy mô không quá 33 trẻ. Trước khi người dân tới trình báo về việc hai trẻ tại mái ấm nghi mất tích, Ủy ban Nhân dân quận 12 đã kiểm tra mái ấm. Thời điểm kiểm tra mái ấm có 33 trên 33 trẻ và không có mặt hai trẻ mà người dân trình báo. Chiều ngày 24 tháng 10, Công an phường Hiệp Thành nhận tin báo của bà A, sinh năm 1991, ngụ quận 1 và bà T, sinh năm 1993, ngụ tỉnh Tây Ninh, trình báo việc mái ấm tình thương Quan Âm không cho thăm con, hai bé này chưa có giấy khai sinh, chưa đặt tên. Theo đó, hai phụ nữ tới cơ sở trên gặp con nhưng ông giàu cho biết đã chuyển hai bé tới cơ sở khác và hẹn đến ngày 28 tháng 10 cho gặp con, do ông đang làm lễ cúng. Nghi ngờ hai con bị mất tích nên hai người mẹ tới công an trình báo. Sáng ngày 25 tháng 10, Ủy ban Nhân dân quận 12 chỉ đạo công an quận khẩn trương xác minh làm rõ. Qua làm việc, quản lý của mái ấm tình thương Quan Âm cho biết, cơ sở chỉ được chăm sóc, nuôi dưỡng tối đa 33 trẻ nên đã đưa hai bé trên về chùa Thanh Nghiêm, phường Minh Thành, thị xã Trân Thành, tỉnh Bình Phước từ tháng 8 năm 2024. Khuya ngày 24 tháng 10, cơ sở đã đưa hai trẻ về lại mái ấm để thân nhân hai bé thăm gặp.
Tối ngày 25 tháng 10, cơ quan chức năng đã liên lạc với bà A và bà T tiến hành thủ tục bàn giao hai trẻ cho gia đình.